chào các bạn. Đây là trò chơi đi xét vuột. Hôm nay mình sẽ giàn dựng một cuộc đấu tăng giữa 20 xe tăng T-55 và phía bên kia là 4 xe tăng Mỹ M1A2. Màn chơi này mình chỉ giàn dựng theo yêu cầu của một số bạn, chứ thực sự là hai loại xe tăng này có sự cách biệt quá lớn, cách nhau đến mấy đời, giống như mang xe đạp mà chọi với ô tô vậy. Tuy vậy, chúng ta hãy cùng quan sát thử xem. Để trận chiến tương đối cân bằng, mình đã đặt tỷ lệ là 5-1. Đầu tiên mình sẽ thử dàn đội hình hai bên theo thế đối đầu trực tiếp. Khoảng cách giữa hai bên khoảng 3,5 km. Đối đầu theo kiểu này, T-55 sẽ gặp bất lợi hoàn toàn. Loại đạn xuyên giáp bằng động năng của nó chỉ có thể xuyên được 320mm thép ở khoảng cách 1000m, trong khi vỏ giáp phía trước của M1A2 cho sức bảo vệ tương đương 700-800mm thép. Điều đó có nghĩa là pháo chính của T-55 gần như không làm gì được M1A2 từ phía trước, trừ khi đạn trúng vào các vị trí cực hiểm. Giải pháp tốt nhất cho T-55 trong tình huống này có lẽ dùng đạn hít hoặc đạn nổ mảnh phá để phá vỡ các thiết bị điện tử và các kính ngắm của M1A2, biến nó trở thành kẻ mù. Nhưng T-55 bắn các loại đạn này có độ chính xác rất kém. Do vậy, trận chiến kiểu này giống như một cuộc tàn sát hơn. Các chiếc T-55 lần lượt bị phá hủy. Đã có khá nhiều xe tăng T-55 bị phá hủy. Các chiếc còn lại vẫn tiếp tục tiến lên. Xe tăng M1A2 có pháo chính cỡ 120mm. Pháo được điều khiển bằng máy tính, cho phép bắn chính xác kể cả khi xe đang di chuyển. Và đạn xuyên giáp của M1A2 có thể xuyên được giáp trước của T-55 từ khoảng cách 2000m. Một chiếc M1A2 vừa bị trúng đạn. Có lẽ đạn đã trúng chỗ hiểm, chiếc xe tăng đã bốc cháy. Vẫn còn 3 chiếc M1A2 tiến lên. Nhìn trên bản đồ có thể thấy số lượng T-55 còn lại không nhiều, chỉ còn khoảng 7 chiếc, trong khi đó đội M1A2 vẫn còn 3 chiếc. Hai chiếc M1A2 cùng nhắm vào một mục tiêu. Một chiếc M1A2 nữa đã bị phá hủy. Đội T-55 còn lại 4 chiếc. Đằng sau là một chiếc M1A2 vừa bị phá hủy. Xe tăng hai bên đã thu hẹp khoảng cách. Trận chiến đang đi vào hồi kết.
và chỉ còn lại một chiếc T-55. Và chiếc T-55 cuối cùng đã bị phá hủy. Cả 20 chiếc xe tăng T-55 đã bị phá hủy. Đổi lại, họ đã tiêu diệt được 2 xe tăng M1A2 của Mỹ. Bây giờ mình sẽ thử thay đổi lại cách bố trí trận đánh. Cho xe tăng T-55 tấn công từ 4 hướng, kẹp chặt đội hình M1A2 ở chính giữa. Tình thế này sẽ có lợi hơn cho đội hình T-55. Giáp hông và đặc biệt là giáp phía sau của M1A2 mỏng hơn nhiều giáp phía trước. Đạn xuyên giáp của T-55 sẽ có cơ hội xuyên thủng. Và đội xe tăng M1A2 cũng khó tiêu diệt địch hơn khi địch tiến tới từ nhiều hướng. Họ sẽ phải thay đổi góc của nòng pháo rất nhiều để ngắm bắn tất cả kẻ địch. Chúng ta hãy chờ xem trận chiến này sẽ có kết quả thế nào. Khá nhiều xe tăng T-55 đã bị phá hủy. Có lẽ đây là hướng tiến chính của đội M1A2. Đội M1A2 vẫn còn đủ 4 chiếc. Trong khi đó một cánh quân T-55 đã bị phá hủy hoàn toàn. Đội xe tăng M1A2 rất khôn ngoan, tập trung tiêu diệt các kẻ địch từ phía sau trước. Nhưng một xe tăng M1A2 vừa bị trúng đạn vào phần giáp phía sau và lập tức bốc cháy. Một xe tăng M1A2 nữa bị trúng đạn vào phần sau tháp pháo. Đội xe tăng M1A2 chỉ còn 2 chiếc, trong khi vẫn còn rất nhiều T-55. Quả là khó khăn cho đội M1A2. Nếu quay tháp pháo về phía sau thì sẽ hở phần sau tháp pháo. Đó là phần chứa nhiều đạn dược. Lại một xe tăng M1A2 nữa bị bốc cháy. Chỉ còn lại một chiếc. Và chiếc này đang trong vòng vây của kẻ địch.
Nó lại vừa trúng đạn. Đạn dược trong xe tăng M1A2 đã bị kích nổ. Như vậy là cả 4 xe tăng M1A2 đã bị phá hủy. Đội T-55 còn lại 11 chiếc. 9 chiếc đã bị phá hủy. Kết quả lần này khả quan hơn nhiều cho đội T-55. Cảm ơn các bác đã xem video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.